啊。
Nó đưa cho ông quay phim được 300 chứ. Quay phim không được. Rồi.
không rồi. Rồi bác luôn đi. Bắt đi đâu đã? Chờ quanh tới thì người đá đấy vậy thôi, như làm những gì nó lâu quá bạn. Tí là nó tí là thứ mốt rồi. Mày vô xỉn hả? Là nó vô thương không? Có vô không hả? Có vô công chứ ba anh chị mày đã hay dò. Đã dò trật lách rồi, đã hay dò. Ủa? À, đúng rồi, nãy qua đằng kia. Tôi nói xuống cái bảng này dài tùm lum hết rồi nhỉ. Hay giờ này mình dài mình quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tỏi hết giờ tôi vô tôi lấy cho. Làm ở nhà thôi. Làm cũng nhẹ, cho hè. Yeah.
Thôi tối rồi nghỉ đi mấy cha ơi. Trời ơi, tao đổ đen lớn tuổi hơn. Trời ơi, tôi cá luôn. Đây con đồng già chứ ai. Trời ơi, nuôi đây lớn tuổi không à. Ở đây nè, nhìn kỹ rồi. Ngày nào không biết bao nhiêu mùa tôi biết nè. Có thằng vớ trắng là thằng nhất thôi. Trời ơi, xuống ngồi nhiêu tuổi, nhiêu tuổi. Lấy mèo khi lúc ký. Lấy ra. Đủ má mà ạ. Vậy nó giàu không? Đủ má đăng cấp với thời. Ô gì? Không lộ tới thời đăng cấp là gọi là mãi mãi. Thấy không ba đông? Tôi nói là ông ngã dưới rồi, cái cột trở về dưới đá cỡ nào cũng không lại chỗ này. Cái hộ vậy, làm như bị... Chú đến lắm. Chú đến chỗ nó nặng như cái là thế mẹ luôn. Nắp luôn, con lũng luôn. Nó nhiều quá hả? Nó nhiều quá rồi. Yeah.
cái thùng bông nhỏ con cái họng lớn dữ trời. Rượu mẹ thấy chưa? Thấy rượu mẹ không lơ. Cái gì ta không xin gì. Không ghê không? Rượu mẹ gặp lưu bớt rồi sao chưa nổi. Anh giờ em nhớ lưu bớt không? Mà thứ 8 mà lưu bớt. Đầu giống giống lưu bớt luôn chứ mà. Nè, giống lưu bớt. Ừ. Đó, bạn lưu bớt rồi. Cái bánh đó mày chạy nó ra. Chạy lâu nha. Bởi vì mày đá banh mày sợ trúng giò. Tao đá banh mày sợ trúng giò thì tao muốn đúng chuyện đi. Đủ mẹ chưa đâm ngay cái tì mà đặt xe. Trời ơi, thôi xui. Đường đó nó lúng túng quá. Chưa đâm nó còn lúng túng quá. Đủ mẹ mày giỡn như ông tướng hả? Đủ mẹ thấy ông tướng như mày giỡn hả? Má nó bay luôn á. Chưa học được cái đẻ của nó.
tôi đi bẹo. Mất. Chứ tôi vô nhậu chị cơ mà. Thank you.
sát mình là đã vô rồi. Nên lại mới ngon quá trời. Cái gì?
hết luôn hay gì chứ đành. Nãy tôi bắt con hay gì hai con à? Đưa ta con đó hay con. Mấy chục luôn mà nghe tôi cũng nói mấy chục. Khét nè. Thì tụi bự sao bắt đá thằng nhà đó hay quá đâu. Ngồi đúng rồi tôi. À, nó quên nhà nó sang nhà luôn không? Đó luôn rồi đó. Chưa rồi. Là nó ống thì nó đâm vô. Thì nó giữa vô da chứ trung đâu. Nó giữa đây. Dính. Tự sát. Vô quá. Ai nước cho mày. Nước cho qua sớm ăn được nhà tụi bự đó. Các bạn không? Ôi. Các bạn. Không trả cho, không trả. Đi đi. Người ta không cho mượn mà nó tự trả cho là sao? Sao đá bản đi sao? Tao đá bên đây sao? Hả? Tao nói tiếng Việt ngoài. Tao nói Việt của anh của tao. Trong để cho anh đá bển đi, đá bên đây em đá cánh này nữa. Đá tiền đạo giữa mà cánh nó đâu. Mày nhớ hiểu biết hả? Ừ, tự dụng bây giờ tiền đạo. Tao có cho mượn chưa? Giờ tao đá rồi, chơi gì? Bây giờ tao nghỉ không chơi? Cái lá rồi, cái lá là dính được chung nữa. Còn tao không có không chơi, giờ cái lá sao không chơi được. Còn tao không có thì người ta lấy ra cho chơi. Đi về bến. Đi. Chung. Chú không dám. Ông nghe này nè.
con bài kìa. Chúng ta chứ mình vệ sinh rồi chú. Tao đâu biết có người sao phải gì á. Dạ. Đây đây mẹ nó sao hè nè. Sao như nhãn sao á? Chạy ra sao như nhãn á? Mày nhà ta, chú không dám. Chứ phải nhà chú. Ra đây.
Nó chết rồi. Thấy cổ đồng viên ta giữ không? Dỡ lên một cắt một cái ngứa từ trước thì sao? Cái bé.
dài đá cho ai, thì về không giật về đá cho ai, để buông bà ta lên thôi chứ không có thằng thì về đâu, rước giật về rước hết đường đâu mà đá dài. Thank you.
Không phải nè. Rồi. Ha ha ha!
cái mày mình giữ nó không đi đâu hết á, chứ không phải chứ để thôi mình không nhận nó là nó đi chỗ khác, đi sân khác luôn, cố định sân khác luôn, nhiều khi vậy đá lỗ cũng phải đá. Đi tới kia mình rồi là mình phải tiếp hết, không có đá đi được. Không có được rồi.
đi đường một quanh một. Coi gì mày? Mày bắt ra luôn. Tam thu phật cộng đứng như này 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 hợp luôn dạ thôi đó rồi quay đi Rồi.
Thank you.